Chào mừng bạn đến với chương trình tin tức về cái tình hình dịch Corona COVID-19 từ Hùng Banes. Trong ngày hôm nay thì cái tình hình trong cái chương trình phát sóng hôm nay thì Hùng sẽ chia sẻ cho mọi người về cái toàn cảnh, về cái tình hình dịch bệnh, về cái số ca nhiễm mới, về những cái số lượng người mà bình phục và cái số lượng người mà bị tử vong trong ngày hôm nay, và những cái quốc gia nào hiện tại thì đang có đại đa số là người dân bị mắc bệnh nhiều nhất trên thế giới, và Việt Nam của chúng ta đang ở như cái ở ở cái khu vực an toàn hay là khu vực nguy hiểm. Từ đấy thì có thể là giúp cho mọi người có được những cái cảnh báo và những cái chú ý để cho giúp cho chúng ta bảo vệ cái sức khỏe của bản thân và cho chính người thân của chúng ta. Ok. Thì nếu như mà bạn có cái thiết bị bạn có cái điện thoại smartphone hay là bạn trên laptop thì bạn có thể truy cập vào cái website là sức khỏe toàn dân.vn, thì ở đấy thì bạn cũng có thể là xem được những cái thông tin như thế này, hoặc là thì bạn còn có thể là vào cái kênh của Hùng vào mỗi ngày thì Hùng sẽ cập nhật cái thông tin vào lúc 12 giờ trưa. Đấy thì ở trên đấy là những cái thông tin rất là chính xác, thì mọi người cũng có thể xem được ngay ở trên cái TV của mọi người luôn. Thì trong ngày hôm nay thì nó tổng kết được là ở trên toàn thế giới thì là có 476.077 cái số lượng người mà bị nhiễm COVID, đó là cái số lượng rất là lớn, nó gần một nửa triệu người rồi. Và tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại là 12 giờ 56 phút ngày 26 tháng 3 năm 2020 là 148 người, trong đó số lượng tử vong trên toàn thế giới là 21.441 người và Việt Nam là chưa có ca nào. Và cái số ca bình phục là 110.668 người, và tại Việt Nam của chúng ta là 17 người. Số người bị nhiễm trong ngày hôm nay nhá, trên toàn thế giới là 37.410 người, và tại Việt Nam chúng ta là 7 người các bạn nha. Ở Việt Nam chúng ta là 7 người, mà trên toàn thế giới trong ngày hôm nay, tức là trong vòng 24 giờ ấy, là có 37.410 người bị nhiễm COVID-Corona. Chúng ta có thể thấy là nó cái số lượng rất là lớn rồi các bạn nha. Nó tương đương 37.000, nó sẽ tương đương với đâu đấy là cả một huyện luôn. Cả một huyện luôn. Của một huyện có 37.000 dân. Và cái số lượng người tử vong trong ngày hôm nay đó là 1.687 người các bạn nha. 1.687 người, và tại Việt Nam của chúng ta là không. Số lượng người bệnh phục là 2.416 người. 2.416 người Việt Nam chúng ta là chưa có ca nào bệnh phục, mặc dù là có rất là nhiều ca đang được chuẩn đoán là âm tính, tức là không còn con virus nữa, nhưng mà vẫn đang được là các cái cơ sở y tế của tại Việt Nam chúng ta là theo dõi thêm, và khi mà đủ điều kiện và cái con virus nó không sản sinh ra nữa thì sẽ được xuất viện. Và ở cái tỷ lệ tử vong một ngày thì đang rất là lớn đó, và chúng ta cùng điểm tin qua xem là tình hình các nước dịch bệnh như thế nào. Ví dụ ở Trung Quốc thì số ca bị nhiễm bệnh là 81.286 và ngày hôm nay là tăng thêm 68 ca, tức là nó rất là thấp. Ở Ý là tổng là 74.386 lượt người bị mắc và đã gần bằng Trung Quốc rồi, chỉ còn kém 7.000 nữa thôi, hơn 7.000 nữa thôi, gần 7.000 nữa thôi là bằng Trung Quốc rồi các bạn nha. Có thể là trong ngày mai ngày kia là có số lượng cái ca nhiễm bệnh mới về COVID tại Ý nó sẽ vượt qua Trung Quốc, rất là nguy hiểm luôn, và Ý có thể trở thành một cái tâm điểm về dịch lớn nhất trên toàn cầu luôn các bạn nha. Và cái số ca bùng phát mới tại Ý là 5.209 ca. Nó rất là lớn thưa các bạn. 5.209 ca là một con số ca mắc thêm trong vòng một ngày. Thì chúng ta có thể thấy là trong vòng 2 ngày tới có thể là Ý sẽ trở thành nước, nếu mà theo đúng cái tình trạng lây nhiễm gia tăng như thế này, thì Ý sẽ trở thành nước lớn nhất trên thế giới về mắc 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 nhiễm virus corona. Và ở vị trí thứ ba đấy chính là Hoa Kỳ. Quá là kinh khủng luôn các bạn ạ.
Hoa Kỳ ngày hôm nay là tăng 13.777 ca. Quá là kinh khủng khiếp luôn các bạn nhá. Và tổng cái số ca nhiễm bệnh tại Hoa Kỳ là 68.351 ca. Nếu như mà cái tình hình nhiễm bệnh tại Hoa Kỳ mà ngày mai vẫn là cái con số trên 10.000 thì Hoa Kỳ trong vòng 2 ngày tới và Ý sẽ trở thành một trong những nước là có ca nhiễm bệnh hàng đầu trên thế giới. Quá là kinh khủng khiếp luôn các bạn ạ. Và tiếp theo là Tây Ban Nha, số ca nhiễm mới là 1.905 người và tổng là 49.515 người. Tiếp theo là Đức. Đức cũng tăng tận 7.599 ca, tức là tổng là 41.192 ca. Wow, quá kinh khủng luôn. Ở Iran là số lượng ngày hôm nay chưa có thống kê và tổng là 27.077 người. Và tiếp theo đó là Pháp, Thụy Sĩ, Anh, Hàn Quốc. Số lượng người nhiễm bệnh tại Hàn Quốc hiện tại là một ngày là như ngày hôm qua là tăng là 104 ca và tổng lên là 9.241 ca. Tiếp theo là Hà Lan. Hà Lan là 6.412 ca, Áo là 5.560 ca và tiếp theo là những cái đất nước khác. Ví dụ như Bỉ, Canada, Na Uy, Bồ Đào Nha với cái mức độ tăng cũng khá là cao, thường năm 200 đến 500 và 600 ca trong một ngày. Một số nước là không có tỷ lệ tăng là ví dụ Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Israel, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia, Đan Mạch và Séc. Một số nước bên dưới là tăng cũng sẽ tiếp tục tăng. Chúng ta để xem Việt Nam mình đang ở vị trí nào. Việt Nam mình đang ở gần như là ở phía giữa bảng xếp hạng các bạn nhé. Đây là gần như là những cái nước ở châu Phi thì cái tỷ lệ mắc bệnh đang rất là thấp. Đó. Ở Myanmar là 3 người nhá. Các bạn thấy là Myanmar là 3 người này. Ở chúng ta tìm xem Lào là hiện tại là bao nhiêu người. Quốc gia Lào. Thì ở đây tôi đang chưa nhìn thấy được quốc gia Lào hiện tại đang là bao nhiêu người. Để xem nào. Bhutan nhá. Quốc gia Bhutan, quốc gia hạnh phúc nhất thế giới đã có 2 người nhiễm Covid. Đã có 2 người nhiễm Covid. Đấy, đây là thông tin mới nhất mà tôi nhận được. Hiện tại thì ở trong cái bảng xếp hạng này tôi đang chưa thấy Lào ở đâu cả. Myanmar là 3 ca rồi. Cuba là 48 ca. Tôi đang chưa thấy nước Lào. Campuchia là 93 ca rồi. Campuchia đang cũng đang cái tỷ lệ gia tăng cũng đang rất là kinh đấy, cũng là 90 mấy ca rồi. Hiện tại thì trong cái bảng xếp hạng này thì trong cái bảng thống kê này thì tôi đang chưa thấy thông tin của nước Lào thì tôi sẽ cập nhật với các bạn ở những cái bản tin tiếp theo. Và ở đâu, Việt Nam đâu? Đây chúng ta có thể thấy trong ngày hôm nay Việt Nam ghi nhận là thêm 7 ca mắc COVID-19 Corona và tổng cái số ca nhiễm bệnh là 148. Nó tương đương với những quốc gia khác như là Jordan 153, Moldova là 149, Malta là 129, đảo Síp là 124, Brunei là cũng là ghi nhận là 109 ca rồi các bạn nha. Đó thì chúng ta đã thấy là gần như là hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới đều có các ca nhiễm bệnh về COVID Corona. Đây là cái thông tin toàn cảnh về về cái trường hợp mắc. Thì chúng ta sẽ xem những cái trường hợp hồi phục và tôi hy vọng những cái con số này liên tục gia tăng. Ví dụ như Trung Quốc thì là cái số lượng người nhiễm bệnh ấy là giảm là cái số người mà chữa khỏi là đã chiếm 41 91% rồi thưa các bạn. Như vậy chỉ còn 9% nữa thôi là Trung Quốc sẽ hoàn toàn nó là hết cái người bị bệnh nhá. Và cái số ca mà chữa khỏi trong một ngày là 400 trong tăng lên là 401 người và tiếp theo là Iran. Iran cũng đã chữa được cho 36% với cái số ca chữa được là 9.625 người
và hôm ngày hôm qua là tăng thêm 712 người được chữa. Tiếp theo là Ý, Ý là cũng chữa được được cho 13% dân số rồi, người bị bệnh rồi, 13% số người bị bệnh rồi, và cái số ca chữa được trong ngày hôm ghi nhận là tăng thêm hơn 1.000 ca. Và tiếp theo nữa là Tây Ban Nha, Tây Ban Nha cũng chữa được hơn 5.000 ca rồi, nhưng mà mới có 11% thôi. Tiếp theo đó là Hàn Quốc là chữa được 40% rồi, tức là 3.730 người. Và tiếp theo đó là Đức, Đức cũng đã chữa được 8% rồi. Tàu Diamond Princess ghi nhận là chữa được 597 người và chiếm 84% rồi. Hy vọng là tàu này sẽ sắp chữa chữa hết. Và tiếp theo nó là Pháp. Đó, thì chúng ta có thể thấy được nắm bắt qua cái bảng thống kê này, chúng ta sẽ nắm bắt được là các quốc gia đã chữa được bao nhiêu phần trăm. Chúng ta có thể thấy là Hoa Kỳ hiện tại mới chữa được cho 46 người và tỷ lệ rất là thấp, 0%, rất là thấp, chưa được tính 1%. Và cái số lượng ca chữa được trong ngày hôm nay là có họ tăng thêm 5 người. Con số chữa được ở tại Hoa Kỳ đang rất là thấp. Hoa Kỳ cần phải đẩy mạnh những con số mà chữa bệnh khỏi, bởi vì cái số ca nhiễm ở Hoa Kỳ đang rất là báo động. Vì cái số ca nhiễm ở tại Hoa Kỳ hiện tại ấy, đang là tăng trưởng hàng đầu trên thế giới luôn các bạn nha. 13.000 bệnh nhân mới nhiễm COVID trong một ngày thì các bạn có thể thấy là nó quá là lớn luôn các bạn nha. Và ở Việt Nam của chúng ta là chứa được 17 người, chiếm tỷ lệ là 11% trên tổng số người bị nhiễm bệnh. Đó, và những cái quốc gia khác. Thì đây là cái phần là chữa được, và tôi hy vọng rằng là tất cả quốc gia đều có tỷ lệ chữa bệnh được chờ từ trên 50, 60 và tiến tới là 100%. Rất là hy vọng cái con số này liên tục tăng trưởng. Và tiếp theo là cái tỷ lệ mà không có ai mong muốn đến, và chúng ta khi nhìn được những cái con số này chúng ta sẽ cảm thấy rất là đau lòng. Và qua cái bảng thống kê này chúng ta thấy nước Ý hiện tại là ngày ghi nhận là tăng 683 ca tử vong, và cái tổng số ca tử vong là hiện tại là 7.503 người, tức là tương đương với, ví dụ như ở những cái khu tôi sinh sống thì nó sẽ tương đương với khoảng 2 đến 3 xã, 2 đến 3 xã gộp lại tức là bị tử vong hết. Đó là cái con số nó bé, nhưng mà nó không phải là bé, nó rất là lớn luôn. Đó, 7.503 người đã tử vong vì dịch bệnh. Và tiếp theo nó là Tây Ban Nha. Tây Ban Nha ghi nhận là tăng 161 ca và tổng là 3.647 ca. Như vậy là hai quốc gia bên châu Âu, đó là Ý và Tây Ban Nha, đã vượt qua Trung Quốc về cái số người tử vong. Trong khi đấy thì cái số lượng người nhiễm bệnh thì không bằng Trung Quốc, chứng tỏ là hai quốc gia này đang rất là khủng hoảng về vấn đề là y tế, và là nên cái các ca bị bệnh rất là cao. Và tiếp theo là Iran là 2.077 người đã tử vong. Pháp là tăng ghi nhận là tăng thêm 231 ca, hiện tại tổng là 1.331 ca. Ở Hoa Kỳ là tăng 264 ca và hiện tại là 1.037 ca. Để chúng ta thấy được là cái số lượng người bị tử vong ở các quốc gia có số lượng người bị nhiễm bệnh Corona 19 đang gia tăng. Ngay cả ở Đức cũng là tăng 60 ca lên 224 người. Bỉ, Hàn Quốc cũng tăng 6 ca, Thụy Sĩ cũng tăng 23 ca, Brazil là 13 ca. Đó, gần như tất cả các quốc gia đều đều đã có người tử vong. Về khi mà nhiễm COVID ở Nga thì cũng tăng 2 ca lên là tổng là 3 ca. Và ở tại Việt Nam chúng ta đang hiện tại thì rất là may mắn là chưa có ai tử vong, và rất hy vọng rằng tất cả các bác sĩ Việt Nam, tất cả những bác sĩ giỏi là chung tay để có thể chữa trị cho những cái bệnh nhân nặng về 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 nhiễm COVID tại Việt Nam. Và ở Việt Nam chúng ta ghi nhận là có 2-3 trường hợp gì đấy đang rất là nguy kịch, đang rất là nguy kịch, nguy hiểm cho tính mạng. Thì rất là hy vọng rằng tất cả các bác sĩ để có thể là và ngành y tế Việt Nam mình có thể chữa trị được cho những cái ca nhiễm đấy, và hy vọng rằng là những cái ca tử vong của tại Việt Nam mình luôn luôn ở con số 0, cho dù nó có tăng, cái số ca nhiễm nó có bị tăng lên nhưng mà cái tỷ lệ tử vong vẫn là con số 0. Thì đấy là một cái điều vô cùng tuyệt vời cho ngành y tế của tại Việt Nam chúng ta, và tôi hy vọng rằng cái con số đấy thì liên tục gia tăng. Tôi hy vọng cái con số mà tử vong thì không tăng, và giữ vị trí là không, không giữ vị trí là không.
Đó, và chúng ta có thể lên toàn cục về cái tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới. Đó, thì qua đây thì chúng ta thấy là châu Âu đang là cái vùng là bị nặng nhất vì nó đã bôi rất là đỏ rồi. Còn đây là phía châu Phi thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là nó đã bị rải rác thôi. Đó. Thì đây là khu vực Nga. Nga cũng chỉ là bị rải rác thôi, tập trung ở ở khu vực Moscow. Đây chúng ta có thể thấy, đây đây là cái khu vực mà tập trung của Nga nhiều người mắc bệnh nhất. Đấy, thì để chúng ta thấy được rằng là thế giới đang 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 phải đối mặt với một cái nguy cơ về về dịch bệnh rất là lớn, và chúng ta cần phải hạn chế tiếp xúc với người người lạ, đặc biệt là những người đi từ nước ngoài về. Và những người đi từ nước ngoài về xin hãy tuân thủ theo cái quy định chặt chẽ của tại Việt Nam chúng ta, của chính phủ, của quốc hội, của các cơ quan hành pháp tại Việt Nam chúng ta, là cần phải cách ly từ 14 ngày, ít nhất phải là 14 ngày. Thì khi mà chúng ta cách ly được thì chúng ta đang bảo vệ cho chính chúng ta, và chúng ta đang bảo vệ cho ai nữa, cho chính gia đình chúng ta và những người dễ bị tổn thương và dễ bị nguy kịch, dễ bị tử vong khi mà đối mặt với cả cái căn bệnh dịch này. Đôi trước là những người cao tuổi, đặc biệt là những người trên 70 tuổi và những người có bệnh nền, là những người đã có tiền sử với bệnh tật, ví dụ như là bệnh tim này, bệnh phổi này, bệnh tiểu đường này, vân vân, tức là họ đã có bệnh nền sẵn rồi. Thì khi mà bị cái con virus này tấn công thì nó sẽ dẫn đến là cái hệ miễn dịch của họ, hệ kháng thể của họ không chống chọi được với con virus, và nó sẽ phát triển một cách rất là mạnh. Và khi nó phát triển mạnh như thế thì nó sẽ dẫn đến là cái cơ thể của họ sẽ là bị tổn thương, và khi mà không thể phục hồi được thì nó có thể dẫn đến tử vong, và đấy là cái điều chúng ta không mong muốn. Và chúng ta cách ly, chúng ta bảo vệ chúng ta là chúng chính là chúng ta đang bảo vệ cho chính ông bà chúng ta, cho cô bác của chúng ta, và chúng ngoài ra chúng ta đang bảo vệ cho đất nước của chúng ta đang bảo vệ nền kinh tế của chúng ta nữa. Cho nên là hy vọng rằng tất cả những người đi từ nước ngoài về xin hãy cách ly, và những người tiếp xúc với lại người nước ngoài, tiếp xúc với những người Việt Nam từ nước ngoài về, xin hãy cẩn thận, hãy giữ khoảng cách. Không phải là chúng ta kỳ thị hay chúng ta như thế này thế nọ, nhưng mà chúng ta xin hãy gửi giữ khoảng cách để giữ được cái sức khỏe cho bản thân, và đồng thời giữ sức khỏe cho ông bà bố mẹ của chúng ta. Ok, đây là một trong những người mà dễ bị mắc phải cái khi mà mắc này phải cái dịch corona này thì rất là nguy hiểm đến tính mạng. Ok, đấy là một vài những cái thông tin, và các bạn có thể thấy được ở đây là có cái phần chúng ta có thể thấy là cái phần thống kê ở tại Việt Nam mình là 148 ca nhiễm COVID-19, và cái ca nhiễm gần nhất đó là cái ca nhiễm 148, đó là bệnh nhân là nam 58 tuổi, quốc tịch Pháp và thường trú tại Đống Đa, Hà Nội, là du khách từ Pháp đến Việt Nam từ ngày 12 tháng 3 trên chuyến bay VN0018. Bệnh nhân 47 147 19 tuổi ở Cầu Giấy, Hà Nội, là du học sinh từ Anh, đáp chuyến bay VN0054 tại của Việt Nam Airlines về Nội Bài ngày 21 tháng 3, tức là cách đây 5 ngày, cách đây 5 ngày. Đó, thì khả năng ca này sẽ đã được cách ly rồi. Và tiếp theo nó là bệnh nhân thứ 146 là 17 tuổi ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An, đi từ Thái Lan về. Cái này mới rất là nguy hiểm này. Đi từ Thái Lan về ngày 20 tháng 3, trước đó có tiếp xúc với ca dương tính xác định tại Đà Nẵng. Đó, ca dương tính xác định tại Đà Nẵng, như vậy là cái trường hợp này có khả năng là lây chéo trong cộng đồng trong nước rồi. Nó rất là nguy hiểm luôn các bạn nha. Đấy. Ngoài ra còn rất là nhiều những cái bệnh nhân khác. Thì đấy là một cái phần bản tin tổng hợp về cái tình hình COVID của tại Việt Nam. Thì rất là cảm ơn các bạn đã có thể theo dõi cái video tổng hợp này của kênh Hùng Barnes. Nếu các bạn cần thêm muốn cập nhật thêm những thông tin chính thức chính thống của bộ y tế về cái vấn đề là viêm đường hô hấp cấp COVID-19, thì có thể là đăng ký cái kênh của mình để nhận thêm những cái video mới. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Xin chào tạm biệt và chúc tất cả mọi người sức khỏe.
cho bản thân và cho gia đình, và đồng thời là mong rằng chính phủ và toàn dân Việt Nam chúng ta sẽ sớm đẩy lùi được căn bệnh COVID-19 để cho cái nhịp sống của chúng ta quay trở lại như thường nhật, để chúng ta còn lao động, còn làm việc, còn tương tác về mặt xã hội với nhau để giúp cho nền kinh tế của chúng ta có phát triển hơn. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.